Chào mừng bạn đến với kênh Đức Dương Vlog, du lịch, ẩm thực và khám phá cuộc sống. Xin chào cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay Đức Dương sẽ giới thiệu cô chú, các anh chị, các bạn quán cà phê Phương Ly Garden, một trong những quán cà phê đẹp Biên Hòa ha. Xin mời cô chú, các anh chị và các bạn cùng Đức Dương đi tham quan quán cà phê này. Có gì đẹp và những có nhiều góc ảnh chụp đặc sắc như thế nào? Xin mời cô chú, các anh chị và các bạn cùng Đức Dương đi tham quan khu quán cà phê này nhé. Tọa lạc ở địa chỉ 64 Lý Văn Sâm, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Được thiết kế theo phong cách Ai Cập rất cổ xưa, rất là ấn tượng khi chúng ta bước vào đây. Xin mời cô chú, các anh chị và các bạn cùng xem một vài hình ảnh nơi đây và chúng ta sẽ vô clip chi tiết ha. Quá. Phương Ly Garden, một trong những quán đầu tư rất là công phu của nằm ở thành phố Biên Hòa ha. Xin mời cô chú các anh chị cùng tham quan khu Phương Ly Garden này. Và từ ngoài cửa khi ta bước vào quán cà phê Phương Ly Garden này, điều đầu tiên ta thấy có một cái thác nước chảy rất là róc rách, mát dịu, tiếng âm thanh nghe rất là vui tai. Và dưới dòng thác đó là những hồ cá koi, những chú cá đang tung tăng bơi lượn, rất là đẹp, đủ sắc màu. Và xin mời cô chú chúng ta hãy cùng bước vào bên trong của quán cà phê, xem không gian bên trong thiết kế như thế nào ha. Thì khi ta bước lên cái sảnh đầu tiên, ta thấy đường đi là người ta thiết kế rất là đẹp, những mảng đá được cắt ra và để thành những đường đi bước đi rất là đẹp. Nhưng mà cẩn thận, những đứa bé hay có thể bước hụt, mình bước xuống dưới cũng nguy hiểm, cho nên là không được chạy nhảy ở khu vực này. Đây là cái khu vực từng quầy để mình ngồi, nó làm âm phía dưới để mình có thể mình ngồi ở phía trong những con thuyền hay những cái vòng tròn để mình ngắm được cho đàn cá ăn hay là ngắm cá băng bơi. Chúng ta có thể với tay lên rồi có thể thấy được đàn cá rất là sinh động, chúng bơi xen vào những cái bậc đá mình đi từng bước một, nó bơi xuyên qua khi bước chân ta đi qua rất là đà dễ thương. Và khi bước vào bên trong quán, không khí mát hẳn lên. Quán này thiết kế rất là đẹp, đàn cá koi rất là sinh động, đủ sắc màu. Và hầu như nhiều nhất là cá koi màu cam. Chúng bơi lội, khi có những vị khách nào cho ăn thì chúng sẽ bu lại rất là đông. Như cái bé màu cam này nè, dễ thương lắm, cho cá ăn rất là nhiều nên là chúng tập trung tới đây. Và quán cà phê này rất là thích hợp cho gia đình đến đây để thư giãn sau một tuần làm việc. Và có rất nhiều cô chú, các anh chị tới đây để mình bàn công việc cũng như là chia sẻ về cuộc sống. Rất là nhiều cô chú tới đây uống cà phê, thưởng thức và đắm chìm vào âm nhạc du dương của quán mở rất là hay. Và một số bạn trẻ thì thích đi lên khu vực phía trên của thác nước này, có cái cây cầu để chụp hình. Đây là cái dòng thác chảy xuống
những đàn cá màu sắc rất là đẹp, xinh tươi, bơi lội tung tăng. Dòng thác này rất là đẹp, nó chảy ra ba nhánh và nó chảy róc rách xuống những cái từng tầng đá, nó tạo ra âm thanh rất là hay. Tiếng suối này khi ta bước vào cái quán này thì ấn tượng đầu tiên là cái dòng thác làm cho chúng ta cảm thấy nó mát lạnh và dễ chịu. Khi chúng ta vào càng phía trong của quán, ở quán này dùng những cái sợi dây cái cây hoa để nó leo từ trên tầng thượng xuống tới dưới, rất là đẹp, tạo ra một mảng xanh phủ kín cái quán cà phê này. Và bên trong của quán là một cái phòng rất là độc đáo, là thiết kế giống như ở hang động vậy. Khi ta bước vào trong quán này, những thạch nhũ được chủ quán làm rất là công phu, nhìn như thật, giống như nha chúng ta bước vào hang động như là động Ngườm Ngao của ngoài Bắc, hay động Thiên Đường, hay là động Phong Nha của Quảng Bình, rất là thiết kế rất là giống, để ta cảm giác như ta đang ở trong một cái xứ sở thần bí nào đó. Và cái view từ đây nhìn ra cái khu vực rất là đẹp, có những cây cầu gỗ rất là dễ thương. Và xin mời cô chú cùng với Đức Dương đi lên tầng 1 ha. Hồi nãy là tầng trệt, bây giờ bước lên tầng 1. Và khi bước lên những cầu thang này thì chủ quán trang trí những đồ bò rất ấn tượng. Phối màu của quán này rất là sang, chụp góc nào cũng đẹp. Đây là tầng 1, cũng có những cái phòng thạch nhũ thiết kế rất là đẹp, tạo không gian cho mọi người tới đây rất là ấm cúng. Mang một phong cách rất là thiên nhiên, gần gũi. Và từ cái chỗ này ta có thể vươn mắt nhìn toàn cảnh của quán cà phê, rất là đẹp. Phía dưới là những đàn cá koi bơi lội tung tăng, và ngắm tiếng thác. Và ngồi đây ta cảm giác như ta từ trong hang động nhìn ra một cái khu vực mảng xanh rất là thiên nhiên. Không gian trong đây được chơi tông màu rất là ấm cúng, nhìn lịch sự. Mình ngồi đây phía dưới cũng có đàn, rất là nhiều đàn cá koi nó đang bơi lội tung tăng. Đây là cái đầu nguồn của thác, nước sẽ chảy từ đây xuống dưới tạo âm thanh róc rách, nghe rất là thư giãn. Và đây là cái hành lang đường để chúng ta bước qua khu vực bên phải của quán ha. Nơi đây được thiết kế cái đoạn đường này đi qua khu vực phía trên cao, có một cái quầy bar order và được ngắm cái bức tượng pharaoh rất là đẹp nè. Rồi ta bên phải ta có những cái chòi làm bằng gỗ rất là đẹp. Đây là cái quầy order, và phía trên ta có một cái cây cầu, có đó bàn tay nắm giữ cái hai cái cây cầu để cho cảm giác rất là thú vị, giống như cây cầu vàng của Đà Nẵng vậy đó. Đây là phong cách của tòa lâu đài cổ xưa. Nhìn khi bước vào đây, Đức Dương chưa thấy cái vườn treo Babylon, nhưng mà đây nó chắc là theo phong cách giống như vườn treo của Babylon thời Hy Lạp cổ đại. Chủ quán thiết kế rất là hay. Đây là hai cái ngôi nhà làm bằng gỗ. Và ngay chính diện là bức tượng vua Pharaoh rất là uy nghi. Và ngồi ở dưới ở đây ta có thể ngắm được cái bức tượng rất là dễ.
Đây là quầy bar order thức uống, một số thức uống rất là phong phú, có đủ loại, giá dao động từ 35 cho đến 90 ngàn tùy theo, có đồ ăn, đồ uống, đồ ăn vặt nữa, cũng giá hợp lý. Và xin mời cô chú và các anh chị đi lên khu vực tầng thứ hai ha. Những cái cầu này làm bằng xi măng nhưng giả gỗ rất là giống, nên là tạo cái cảm giác rất là thân thiện với môi trường. Và lên đây ta sẽ quan sát được tổng thể cái khu vực quán cà phê này hơn, và được ngắm tượng vua Pha Long ngay tầm mắt của mình, rất là uy nghi. Và đây ta có thể nhìn tổng thể của quán, cũng như là ta đi sẽ đi băng qua cây cầu mà có bàn tay đang nâng đỡ cây cầu, rất là ấn tượng. Nhiều bạn trẻ đến ngay góc chỗ này chụp hình rất là nhiều, check in cũng rất là nhiều, vì cái góc đẹp, thấy được cái kiểu lạ mắt, nào thấy được cái phong cách bàn tay vàng nè, nhìn ra một bên đó thì là ngôi đài, tòa lâu đài cổ, còn một hướng chụp ngược lại là ngắm được, thấy được background của vị vua Pha Rông, rất là uy nghi. Đó, góc đứng ngay chỗ này thì ta có thể chụp được hai hướng, một hướng là tòa lâu đài, một hướng là tòa lâu đài cổ ha, thiết kế nhìn rất là sang trọng, và một hướng là vua Pha Rông. Đây, hướng còn lại ta sẽ chụp ở góc cổ, góc ảnh này. Quán cà phê này được khai trương vào năm ngoái, cho nên là nó còn mới, nên mọi người rất là thích đến đây để chụp ảnh. Và nó còn mới nên là những cái góc ảnh chụp và thiết kế còn rất là sang đẹp, cho nên là các bạn trẻ hoặc là các cô chú cũng tới đây check in rất là nhiều. Những cái dây leo từ trên cao xuống nên làm cho cái khu vực hành lang để mình bước qua cũng rất là hay, chụp ảnh sau những hàng dây leo này rất là ấn tượng. Đó, các bạn trẻ hay đến ngay cái góc cây cầu này chụp rất là dễ thương. Và đứng trên tầng 2 này ta nhìn tổng thể rất là đẹp, ta có thể nhìn tầng 1, tầng trệt, tầng 1, tầng 2, và những đàn ngắm đàn cá koi đang bơi lội phía dưới, rất là sinh động ha. Những bậc thềm bước đi rất là nổi bật, tạo cho điểm nhấn cái quán này khi ta từ trên cao nhìn xuống rất là đẹp. Toàn cảnh không gian phủ xanh những loại cây leo cũng như là những cây kiệt, cây cảnh rất là xanh mát. Quán này nghe chủ quán đầu tư tới gần 20 tỷ, rất là nhiều phong cách Tây Âu, phong cách Ai Cập, phong cách theo kiểu cổ xưa, cũng như là những phong cách theo kiểu người thổ dân, có những con vật, những đầu trâu, đầu bò, những con vật rất là dễ thương được chủ quán treo trên những bức tường. Và đây là khu vực phía lên trên tầng thượng ha, lên tầng thượng rất là đẹp, cầu thang. Và đây là có một cửa sổ nhìn ra cái view của những tòa nhà phía bên phải của quán. Và bây giờ chúng ta sẽ bước lên tầng trên cùng ha. Lên tầng trên cùng là có gió rất là lớn, thổi vi vu, mát mẻ, và nhìn được tổng thể hết, bao quát cả cái quán.
Lên đây thì lên tầng thượng này ta thấy được tổng thể của quán, nhìn rất là đẹp. Ở vậy đầu tư 20 tỷ có khác sang đẹp. Và một số dây leo nó từ trên đây nó mọc dài xuống tới tầng dưới luôn, dài tầm khoảng 17-18 mét gì đó, rất là dài. Này thích hợp cho những ngày cuối tuần cô chú các anh chị các bạn đến đây mình nghỉ ngơi, chụp ảnh, rồi chúng ta bàn về nhiều công việc. Vì thư thái, âm thanh nhạc thì du dương, tiếng suối thì róc rách, rất là thư giãn thoải mái cho một ngày cuối tuần. Điểm nhấn ở đây là vua pha rồng. Khi ai đến đây chụp đều lấy cái background là tượng vua pha rồng là chính. Vì quán theo phong cách thời Ai Cập cổ đại. Và đây là một trong những phòng rất là ấm cúng để chúng ta ca nhạc, rất là hay. Được trang trí quầy bar, những quầy rượu trên những cái kệ rất là đẹp. Nên đây có thể hát những dòng nhạc xưa, dòng country. Đó, quầy bar rất là ấn tượng ha. Để rất là nhiều rượu, những chai rượu cổ rất là hay, nhìn sang và check-in trong cái khu vực phòng này rất là đẹp. Khi trên tầng này đó, nó có những dây leo này, khi ta chụp cũng rất là dễ thương, hòa mình vào với thiên nhiên, luôn luôn là tươi đẹp. Con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau thì cuộc sống sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, vui vẻ, vui tươi và luôn tràn đầy năng lượng sống để bắt đầu những ngày làm việc trong tuần. Quán cà phê này cách xa ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 35 cây, nằm ở ngay trung tâm Biên Hòa cho nên là cũng dễ kiếm. Ở quán cà phê này có rất là nhiều phòng khác nhau, những phòng đều theo phong cách khác nhau hết, phòng thiết kế theo kiểu cổ xưa, theo kiểu hiện đại, cũng như theo kiểu phong cách của người Việt Nam. Những góc ảnh mà Đức Dương đang ngồi này rất là đẹp nè, là ngay cái khu vực có thể ta view thấy được cái quầy bar, cũng như là nhìn được cái dòng thác nè. Đó, nhìn xuống thì ta thấy dòng thác, và nhìn bên phải là vị vua pha rồng. Cái góc ở đây ngồi check in rất là đẹp. Nếu ta ngồi uống cà phê ở góc này rất là dễ thương ha. Ngồi uống cà phê ngay góc này, nhìn được toàn cảnh của quán rất là đậm chất. Quán này thì Đức Dương thấy cũng có 3 tầng, có những phòng máy lạnh, người ta có thể nhảy đầm trong đó, khiêu vũ. Và đây là cái lối đi ra khu vực trung tâm rất là đẹp ha. Cây phủ bên trái, bên phải là những biểu tượng, những đầu bò. Chủ quán sưu tầm những đồ bò rất là ngầu ha. Rồi vài tấm ảnh rất là nghệ thuật. Và đây là cái con đường để mình đi ra khu vực tầng
tầng 2 của trung tâm ha, để nhìn thấy được vị vua Pharaoh gần hơn. Đó, có rất là nhiều ghế, cây dòng những dòng cây xanh mát phủ đầy cái khu vực tòa lâu đài ha. Không gian mát mẻ, yên tĩnh, cách xa cái thành phố náo nhiệt và ồn ào. Ở trong quán này ta còn ít nghe được tiếng xe chạy, vì từ ngoài đường đi vô đây nó tầm khoảng cách xa tầm khoảng cỡ 20 đến 25 mét, nên là cái độ ồn của âm thanh ngoài đường phố nó không còn nữa, nó rất là nhỏ, nên là vô đây ta hầu như ta nghe âm nhạc là chính, âm nhạc mở rất là hay. Đây là ngay trung tâm tượng vua Pharaoh, và đây là những cái ghế ngồi ngay đây để ta thấy view được cái biểu tượng vua Pharaoh ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xuống tầng dưới. Khi bước xuống ta thấy những mảng đá granite ha, cắt rất là đẹp nè, đó được lót làm những cái đường đi để rất là sinh động ha. Đàn cá thì bơi tung tăng phía dưới. Ở đây có những cây kiển rất là hay. Có những cái phòng máy lạnh nè. Ai thích ở trong phòng máy lạnh thì chúng ta sẽ đi vào khu vực đây. Còn ai thích khu vực mà không gian mở, nhìn ngắm trực tiếp đàn cá coi, thì chúng ta sẽ ngồi ở những khu vực quầy tròn tròn này. Đây là cái khu vực ngồi cũng rất là ấn tượng ha, nguyên chiếc cano, chiếc thuyền đã được khoảng gia đình khoảng 10 người ngồi rất là thoải mái ha. Đức Dương quay vào buổi chiều cho nên là ánh đèn nó chưa có lên, không biết buổi tối thì nó sẽ đẹp như thế nào, thì nó sẽ có dịp một ngày nào đó Đức Dương sẽ quay lại đây để quay cái cảnh buổi tối cho cô chú các anh chị các bạn xem ha. Phía trước của quán có cái dòng suối thác nè, khi nãy có giới thiệu rồi, vừa bước lên là ta thấy dòng suối thác chảy róc rách xuống dưới để làm mát dịu những đàn cá bơi tung tăng. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã xem clip. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh cho Đức Dương nhé, like share cho mọi người xem nữa.